비추고 vắt chéo chân. Đã có rất nhiều cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng thường xuyên ngồi vắt chéo chân, dù là trên ghế hay trên mặt đất, sẽ gây ra chứng tăng huyết áp, giãn tĩnh mạch, tắc nghẽn lưu thông máu và tổn hại đến các dây thần kinh. Cho bồ câu ăn. Việc đút thức ăn cho những chú bồ câu xinh xắn ở những địa điểm du lịch nổi tiếng thật ra vô cùng nguy hại đối với sức khỏe. Khả năng loài chim này mang bệnh dịch là 50%, trong đó có những căn bệnh chỉ cần nghe tên là đã thấy hãi như virus chim, tiêu chảy do E. coli, nhiễm trùng nấm Histoplasma, nhiễm khuẩn Salmonella, lao, nhiễm khuẩn Listeria, nhiễm trùng Tularemia, bệnh gà rù, nhiễm ký sinh trùng Toxoplasmosis. Đeo kính râm chất lượng thấp. Những loại kính râm rẻ tiền sử dụng loại mắt kính làm từ nhựa rẻ tiền, không có khả năng bảo vệ mắt khỏi tia UV. Nếu đi dưới nắng gắt, mắt có thể bị cháy võng mạc. Thậm chí, loại nhựa này còn khiến cho đồng tử giãn nở và hứng chịu số lượng tia UV nhiều gấp đôi bình thường, gây bệnh đục nhân mắt, thậm chí ung thư. Tức là đeo kính còn có hại hơn cả không đeo. Uống quá nhiều nước. Việc uống nước với liều lượng bao nhiêu mỗi ngày là tùy vào cơ thể của từng người, chứ không thể áp dụng chung cho tất cả mọi người. Nếu bạn tập thể dục thể thao và vận động nhiều, thì hãy uống nhiều nước. Nếu bạn có vấn đề về thận hay tim mạch, thì hãy uống ít nước. Nếu không biết nhu cầu của cơ thể mình, thì hãy dựa vào cơn khát. Nếu bạn cảm thấy khát, thì hãy uống nước. Nếu không thì đừng tự ép mình. Chườm bằng túi nước nóng. Không phải lúc nào chườm nóng cũng có tác dụng chữa trị hay giảm cơn đau, đặc biệt là khi bạn bị chảy máu, viêm nhiễm nặng trong ổ bụng, chẳng hạn như viêm ruột thừa, viêm túi mật, viêm tuyến tụy. Bạn cũng không nên chườm nóng sau khi bị chấn thương vài giờ và vài ngày. Chườm nóng cũng gây hại đối với bệnh nhân ung thư. Đun bắp rang trong lò vi sóng. Đối với những loại bắp rang tẩm sẵn gia vị để đun tại nhà, chúng có chứa một loại hóa chất có tên là diacetyl. Khi nóng lên, hóa chất này sẽ bốc hơi, chui vào phổi và làm tổn thương cơ quan này. Ngoài ra, bạn cũng nên đợi bắp nguội rồi mới ăn. Ăn tại bàn làm việc. Bàn làm việc là nơi ẩn chứa vô vàn vi khuẩn có hại cho sức khỏe và tiêu hóa, không phù hợp để ăn uống. Ngoài ra, dạ dày cũng không thể tiêu hóa được nếu bộ não còn mải mê tập trung vào màn hình vi tính. Uống sữa không béo. Khi sữa bị tách chất béo, các vitamin cũng bị tách theo và những chất tổng hợp có hại cho sức khỏe được cho vào đó để thay thế. Để tăng dưỡng chất cho sữa không béo, nhiều nhà sản xuất nghĩ ra cách cho vào đó sữa bột khiến lượng cholesterol bị oxy hóa. Mà theo các nghiên cứu, khi động vật tiêu thụ cholesterol bị oxy hóa, chúng sẽ mắc một căn bệnh về động mạch có nguy cơ gây suy tim. Tư thế ngồi không chính xác. Ngồi không đúng tư thế sẽ khiến cột sống cùng các cơ quan nội tạng bị lệch và mất cân xứng. Vì thế bạn nên điều chỉnh ghế ngồi và tư thế ngồi để sức khỏe không bị ảnh hưởng. Cách điều chỉnh như sau. Chiều cao của mặt ghế phải bằng với chiều dài của đùi. Mặt ghế phải vững vàng. Mông không được chiếm ít hơn 2/3 mặt ghế. Lưng ghế phải ôm hết cột sống. Khi ngồi phải tựa lưng vào ghế để cột sống được hỗ trợ vững vàng. Hai vai phải ở cùng một chiều cao. Bụng phải thư giãn. Trọng lượng cơ thể dồn lên phần hông. Đầu nhìn thẳng về phía trước, không vắt chéo chân. Nếu sau khi thay đổi tư thế mà cơ thể cảm thấy khó chịu thì cũng đừng bỏ cuộc. Hãy để nó làm quen dần với tư thế mới. Dần dần bạn sẽ thấy thoải mái. Nằm ngủ nghiêng một bên hoặc úp sấp. Nếu nằm nghiêng khi ngủ theo kiểu bào thai trong bụng mẹ, cơ hoành sẽ không thể vận động thoải mái, từ đó gây ra các vấn đề về lưng và phổi. Còn nằm úp sấp sẽ khiến cho toàn bộ các cơ quan nội tạng bị đè nén. Về lâu về dài sẽ làm tổn hại các dây thần kinh, thậm chí dẫn đến đau tim. Vì vậy, nằm ngửa là cách tốt nhất, trừ trường hợp bạn bị chứng ngừng thở lúc ngủ.
Three Studies of Lucian Freud, Francis Bacon. Giá trị hiện tại 142 triệu USD, khoảng 3.270 tỷ đồng. Tác giả của bộ ba bức họa này là Francis Bacon khi ông muốn vẽ lại chân dung người bạn mình là họa sĩ Lucian Freud. Mặc dù chỉ được định giá vào khoảng 80 triệu USD, khoảng 1.840 tỷ đồng trước khi được mang ra đấu giá. Tuy nhiên, bộ ba bức họa này đã vượt xa mọi sự kỳ vọng khi nó được Alan Wynn, đồng sáng lập của tổ hợp khách sạn, resort và casino Wynn Amber ở Las Vegas mua với giá 142 triệu USD, khoảng 3.270 tỷ đồng vào năm 2014. Chân dung của bác sĩ Gershe Vincent Van Gogh. Giá trị hiện tại 152 triệu USD, khoảng 3.500 tỷ đồng. Đây là chân dung của bác sĩ Gershe, người đã chăm sóc danh họa Van Gogh trong những năm tháng cuối đời của ông. Bức họa có hai phiên bản khác biệt nhau về phong cách và màu sắc. Nó đã qua tay rất nhiều đời chủ nhân và lần cuối xuất hiện thì đang thuộc sở hữu của Wolfgang Flodder. Chân dung của Adele Blockbauer đệ nhất, Gustav Klim. Giá trị hiện tại 158,4 triệu USD, khoảng 3.643 tỷ đồng. Ferdinand Blockbauer, một thương dân giàu có và đồng thời cũng là người bảo hộ của Gustav Klim, đã yêu cầu ông vẽ lại chân dung người vợ của mình, phu nhân Adele. Bà cũng là người phụ nữ duy nhất mà Gustav Klim đã vẽ hai lần trong suốt cuộc đời của mình. Le Riff, Picasso. Giá trị hiện tại 158,5 triệu USD, khoảng 3.650 tỷ đồng. Le Riff có nghĩa là giấc mơ trong tiếng Pháp, là một bức tranh sơn dầu có kích thước 130x97cm được danh họa Pablo Picasso vẽ vào năm 1932. Mô tả người tình 24 tuổi của Picasso là Marie Therese Walter. Một điều thú vị của bức họa này là Steve Wynn, chủ sở hữu bức tranh, đã vô tình làm hỏng nó trong khi ông bị viêm võng mạc. Bức tranh sau này đã được phục hồi thành công vào năm 2013. Woman 3, William de Kooning. Giá trị hiện tại 162,4 triệu USD, khoảng 3.740 tỷ đồng. William de Kooning là một họa sĩ theo trường phái trừu tượng và ông đã vẽ một bộ 6 bức tranh với đối tượng chính là một người phụ nữ trong khoảng thời gian từ 1951 đến 1953. Bức tranh đã từng là một phần của bảo tàng Tehran của bộ sưu tập nghệ thuật đương đại, nhưng nó không thể được trưng bày sau cuộc cách mạng năm 1979 do chính phủ nước này siết chặt các quy định nghiêm ngặt về nghệ thuật. Number 5, 1948, Jackson Pollock. Giá trị hiện tại 165,4 triệu USD, khoảng 3.800 tỷ đồng. Đây là một bức tranh được vẽ theo phong cách drip painting, sử dụng các xô chứa màu vẽ để dỗ lên bức tranh được đặt thẳng đứng. Pollock đã dùng loại ván sợi ép và sơn nhựa tổng hợp để hoàn thành bức tranh này. Một điều thú vị là chủ nhân hiện tại của bức tranh này đến giờ vẫn chưa rõ danh tính, do người bán David Geffen đã cam kết giữ bí mật cho khách hàng của mình. Les Femmes Sauvages, version old, Pablo Picasso, giá trị hiện tại 179,4 triệu USD, khoảng 4.130 tỷ đồng. Bức tranh này là một trong một loạt 15 tác phẩm giữa năm 1954 và 1955 của Picasso. Trong khi danh tính của người mua đã không được tiết lộ tại thời điểm bán, các báo cáo gần đây cho thấy tỷ phú và cựu thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Chebaratani có thể đã là chủ sở hữu mới của bức tranh. Sheikh sở hữu rất nhiều những ngôi nhà đắt tiền ở London và New York, và ông còn được mệnh danh là người đàn ông bao trọn London. Number 6, Violet, Green and Red, Mark Rothko. Giá trị hiện tại 186 triệu USD, khoảng 4.280 tỷ đồng. Vào năm 2014, tỷ phú người Nga Dmitry Rebolovlev bức Number 6, Violet, Green and Red với giá 186 triệu USD, khoảng 4.280 tỷ đồng,
tạo ra kỷ lục về số tiền cao nhất từng trả cho một tác phẩm của một họa sĩ người Mỹ. Mark Rothko đã mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới về nghệ thuật hội họa trừu tượng, với ba gam màu được xếp theo hàng dọc, tạo cho người xem một cảm giác như bị nhấn chìm trong các ý nghĩa về sự sống và tâm linh. The Card Players, Paul Cézanne. Giá trị hiện tại 274 triệu USD, khoảng 6.300 tỷ đồng. The Card Players, những người chơi bài, là một loạt 5 bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Pháp Paul Cézanne vẽ trong những năm 1890. Bức tranh đã được mua lại bởi một gia đình hoàng gia ở Qatar và từ đó đất nước này nổi lên với những phi vụ buôn bán các tác phẩm nghệ thuật đình đám. Nephi Faye Apoipoe, Khi nào em cưới, Paul Gauguin. Giá trị hiện tại 300 triệu USD, khoảng 6.900 tỷ đồng. Khi nào em cưới được Gauguin vẽ vào năm 1892. Bức tranh miêu tả hai cô gái, Tahiti, hiện là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được giao dịch. Tháng 2 năm 2015, nó đã được bán cho một bảo tàng ở Qatar với giá 300 triệu USD, khoảng 6.900 tỷ đồng, và danh tính của người mua vẫn chưa được tiết lộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!